thuốc nó có thể là gây giãn mạch, và cái giãn mạch này nó có ảnh hưởng đến tình trạng suy tĩnh mạch hay không. Thì khi mà khám bệnh á, về bệnh suy tĩnh mạch thì chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân đến với cái hai chân sưng phù rất là to, hoặc là có những người chỉ phù kín đáo ở chân thôi, và những người này đều có một cái tình trạng là suy tĩnh mạch kèm theo. Có những người không có vẫn có phù, thì chúng ta biết là những thuốc hạ áp, cái nhóm mà ức chế canxi, cái này nó hơi sâu về mặt y học, thì đây là một cái nhóm thuốc hạ áp mà nó có thể gây phù chân. Thì cái hầu hết những cái thuốc hạ áp nó đều có một cái hướng dẫn sử dụng ở trong hộp thuốc. Nếu bạn quan tâm thì bạn có thể phần đọc cái phần tác dụng phụ, thì chúng ta thấy là cái nhóm hạ thuốc hạ áp, nhóm ức chế canxi, ví dụ như thuốc amlo nè, amlodipin nè, gifedipin nè, thì ta đều có chỉ ra là cái tác dụng phụ của nó là gây phù chân khoảng từ 20%. Thì bây giờ nếu như mà bạn mình dùng cái thuốc hạ áp đó, nó kiểm soát huyết áp tốt, nhưng mà có phù nhẹ chân mà mình cảm thấy là cái phù này nó không ảnh hưởng gì tới so với cái mà lợi ích từ cái chuyện hạ áp mà mang lại là kiểm soát huyết áp tốt, mình đã dùng nó trước giờ rồi, nó mọi thứ nó ổn, thì mình có thể chấp nhận huyết áp và chấp nhận cái phù này như một cái tác dụng phụ không đáng kể của chuyện sử dụng thuốc ức chế canxi này. Còn nếu như phù nhiều quá là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình cảm thấy chân nặng nề, bước đi khó quá, leo cầu thang cũng không được, chân nặng rồi tối đến thì khó ngủ, chân chăm chích, mà cái kiểm soát huyết áp này không tốt, thì có thể có những thuốc huyết áp nó phù hợp hơn. Thì mình có thể tư gặp bác sĩ tim mạch của mình đó, để mình nhờ bác sĩ tư vấn về xem việc có cần phải đổi một cái loại thuốc hạ áp khác mà nó ít tác dụng phù chân hay không. Nhưng mà nếu mà cái thuốc hạ áp đó đang có tác dụng tốt với mình hơi phù chân, thì mình có thể hỗ trợ bằng cách mang vớ y khoa vào không ạ? Đúng rồi, cũng có thể được. Cũng là một cách đúng không ạ? Đó là một trong những cách.